Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với kênh của chúng tôi. Đừng quên bấm đăng ký cũng như bật chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn nhé. Và sau đây sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Nếu thần thoại Trung Hoa có nhân vật hình thiên với miêu tả trong Sơn Hải Kinh là không đầu mà vẫn sống được, thì thần thoại Hy Lạp cũng có nhắc đến một giống người rất đặc biệt có tên Asphali. Giống người này sống ở Libya, không hề có đầu mà khuôn mặt lại nằm ở phần ngực. Theo truyền thuyết, Asphali từng là những người bình thường với đầy đủ bộ phận trên cơ thể, nhưng sau một cuộc chạm trán khủng khiếp với các vị thần, họ bị chặt đầu vĩnh viễn. Asphali được gọi bằng những cái tên như Plemis, một bộ lạc có thật tên là Petra, tồn tại ít nhất vào năm 600 trước công nguyên đến thế kỷ thứ 3 sau công nguyên tại Nubia, châu Phi. Bộ lạc được người La Mã nhắc đến với những cuộc tấn công quấy nhiễu tại biên giới phía nam của đế chế, khiến hoàng đế Diocletian phải thuê lính Nabatae từ các ốc đảo ở sa mạc phía tây để bảo vệ Aswan. Sau đó, người Plemis bị hư cấu thành chủng tộc không đầu Asphali. Afifaji, một tên gọi biến thể khác dành cho những người không đầu ở Brisson, thỉnh thoảng được dùng để nói về giống người có mắt ở vai Asphali. Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra để lý giải về người Asphali. Đầu tiên là giải thích của Joseph François Lafitau, một nhà dân tộc học kiêm tự nhiên học người Pháp sống ở thế kỷ 18. Ông khẳng định rằng giống người Asphalos xuất hiện ở Bắc Mỹ, họ chỉ có một đặc điểm của bản địa là phần đầu rút sâu vào giữa hai vai. Ông cho rằng các ghi nhận về đặc điểm không đầu ở Đông Ấn do những tác giả cổ đại ghi chép lại cho thấy đã có người cùng nguồn gen di cư từ châu Á đến Bắc Mỹ và sinh sống ở đó. Một số nhà văn lại đặt ra giả thuyết vóc dáng của người Plemis có thể là do họ nâng được phần vai lên cao bất thường trong khi cổ rụt thấp. Một giả thuyết khác cũng được xem xét, đó là các chiến binh người Plemis đã sử dụng chiến thuật giữ đầu cúi sát vào ngực khi hành quân, di chuyển trong khi ngồi xổm bó gối, hoặc đơn giản hơn là một sự nhầm lẫn do phong tục trang trí những chiếc khiên bằng hình khuôn mặt người gây ra. Dù Asphali có thể là một cái tên lạ lẫm với rất nhiều người, nhưng Plemis lại từng xuất hiện trong rất nhiều tác phẩm văn học ở phương Tây thời Trung Cổ cho đến nay. Tiêu biểu có thể kể đến, nhà văn Lewis Carroll, tác giả của Alice in the Wonderland, đã sáng tạo ra một số nhân vật dựa trên các đồ vật trong nhà thờ Ripon, nơi cha ông làm việc, và người Plemis đã truyền cảm hứng cho nhân vật Humpty Dumpty của ông. Trong tác phẩm Baudolino của nhà văn Ý Umberto Eco, nhân vật chính đã có cuộc gặp gỡ với người Plemis cùng với Searpod, Monobot, một giống người lùn trong thần thoại chỉ có một chân to ở giữa cơ thể, và một số quái vật từ thời Trung Cổ trong chuyến đi tìm Prestoshon của mình. Einstein được đề nghị trở thành tổng thống. Năm 1952, sau cái chết của Tổng thống Israel, Thủ tướng của đất nước đã đề nghị Einstein vào vị trí Tổng thống. Nhà khoa học lỗi lạc đã rất xúc động trước lời đề nghị này, nhưng ông đã từ chối. Ông từng nói rằng, đối với tôi, phương trình toán học quan trọng hơn nhiều, bởi chính trị là cần thiết cho hiện tại, còn phương trình là vĩnh cửu. Trong thời cổ đại, hoa tai chỉ dành cho nam giới quý tộc. Với người Ai Cập cổ đại, hoa tai là biểu tượng của địa vị cao cấp. Chỉ những thành viên trong gia đình hoàng gia là nam giới, linh mục hay người giàu mới diện được loại trang sức đó. Ban đầu, người xưa xem việc bấm hay xỏ lỗ tai như một trong những hành động sửa đổi cơ thể đầu tiên trong lịch sử và lấy đó làm mốc quan trọng, phân biệt giữa người giàu có, quyền uy trong xã hội. Họ còn tin rằng trang sức chứa một sức mạnh thần bí, đem lại sự may mắn cho người đeo. Dường như hoa tai bằng vàng càng lớn, càng thể hiện sự sang trọng và quý tộc của thời này. Cổ tay áo gắn khuy là để ngăn lau nước mũi. Nếu bạn xem kỹ các kiểu áo khoác nam cổ điển, bạn sẽ thấy phần cổ tay áo có một dãy hàng khuy. Bạn cho rằng nó chỉ để cho đẹp ư? Không đâu nhé, cái gì cũng có cái lý của nó đấy. Thời xưa, Napoleon Bonaparte đã lệnh cho các quần thần mình khâu trên tay áo đồng phục lính một dải khuy. Sở dĩ ông ra lệnh làm vậy là để ngăn chặn những người lính lau mũi vào tay áo, từ đó khiến áo nhanh bẩn, cũ.
người có nốt ruồi trên người nhiều có thể sống lâu hơn người khác. Các nhà khoa học thuộc trường King's College ở London tiến hành mời 900 cặp tình nguyện viên tham gia nghiên cứu. Họ nghiên cứu tế bào và mô của những tình nguyện viên này và so sánh trạng thái thể chất của chúng với số nốt ruồi trên cơ thể mỗi người. Hóa ra những người có 100 đến 400 vết nốt ruồi sẽ trẻ hơn về mặt thể chất so với những người gần như không có nốt ruồi nào trên cơ thể. Giới khoa học giải thích rằng những người có nốt ruồi sẽ sở hữu telomeres dài hơn. Telomeres là những trình tự lặp lại của DNA ở các đầu mút của nhiễm sắc thể. Nó được coi là chiếc mũ bảo vệ phần đầu của nhiễm sắc thể. Chiếc mũ này càng dài thì bạn càng sống lâu hơn. Chạm tay vào gương, bạn sẽ biết được đó là tấm gương hai lớp hay một lớp. Nhiều người vẫn kháo nhau rằng việc chạm đầu ngón tay vào như trên đã đủ để giúp bạn kiểm tra tấm gương có phải là hai chiều. Theo đó, nếu hai đầu móng tay giao nhau không có khoảng cách thì đó là chiếc gương hai chiều. Còn nếu có một khoảng cách giữa hai đầu móng tay thực và trong gương thì đó là tấm gương thật. Nhưng thực ra, phương pháp này chưa đủ để phân biệt gương một lớp và gương hai lớp mà thôi. Gương một lớp và gương hai lớp đều là gương nhưng chỉ khác nhau ở lớp trán bề mặt. Với gương một lớp, bất kỳ thứ gì chạm vào gương đều tiếp xúc với hình ảnh phản chiếu trong gương. Đó là do phần phản chiếu của gương nằm ngay trên bề mặt. Trong khi đó, đối với gương hai chiều, sẽ có một lớp kính mỏng được tích hợp vào phần phản chiếu của gương giúp bảo vệ gương tốt hơn. Phi công thì không thể nuôi râu hay ri mép. Bạn mê đắm với hình ảnh chàng phi công phong độ, đẹp trai, sở hữu bộ râu quai nón hay bộ ri đẹp miễn chê. Nhưng đó chỉ là những phi công xuất hiện trên phim thôi, bởi trên thực tế, phi công không được để râu dài quá 7mm. Quy tắc này được tạo ra bởi thực tế, phần râu trên mặt dài sẽ phần nào khiến phi công gặp vướng khi đeo mặt nạ thở oxy, từ đó khiến mọi người trên máy bay tăng nguy cơ gặp nguy hiểm. Quýt làm chậm quá trình lão hóa. Bạn có hay biết rằng việc chăm ăn quýt cũng có thể làm chậm quá trình lão hóa không? Đó là bởi trong quýt có chứa tangerine, một chất có tác dụng chống oxy hóa và giúp loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Tangerine cũng có tác dụng bảo vệ da khỏi tia cực tím và làm giảm số nếp nhăn, đốm màu trên da. Và quýt cũng là liều thuốc chống trầm cảm tuyệt vời khi đẩy lui mọi lo lắng, mệt mỏi nữa đấy nhé.